cao xa về nước phương thiên đàng, từ khắp muôn phương cùng về đây hát vang, xin nói theo mẹ mẫu gương hiền hành. Suốt cuộc đời mẹ thực thi ý Chúa, mẹ từng sống một đời hiệp hành cùng Giêsu cơ thai. Mẹ đã với Thánh Giuse vun xây gia đình, xin mẹ dạy con biết sống hệ tình, hằng chung trinh xây hạnh phúc gia đình. Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 23 tháng 9 2023. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ bảy chúng ta ngước nhìn lên mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, cầu nguyện đặc biệt cho giới trẻ tìm được hướng đi của mình, định hướng sống của mình sao cho có ý nghĩa, chọn đúng để sống đúng, sống đẹp, sống có ý nghĩa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, bài đọc 150 trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôtê, chương 6 câu 13 đến câu 16. Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa là đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Kitô Giêsu là đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Phôncio Pilato bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh. Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy, kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thanh nhan Người giữa tiếng hò reo. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy vào cửa thanh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tin. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hallelujah, hallelujah, hạnh phúc thay người thành tâm thiện tri, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca, chương 8 câu 4 đến câu 15. Luca chương 8 câu 4 đến câu 15. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên
lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nhạt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng nó, kẻo nó tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, điều mà Phao-lô truyền cho Ti-mô-tê: nhân danh Thiên Chúa là đấng ban sự sống cho mọi loài, và nhân danh Đức Giê-xu là đấng làm chứng trước tòa tổng trấn Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp. Phao-lô truyền cho Ti-mô-tê như thế này: hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta xuất hiện. Thử hỏi trong anh em chúng ta đây, có ai giữ được điều đó không? Giữ điều răn Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Kitô xuất hiện. Có ai dám trả lời là thưa con làm được không? Không. Bạn làm được không? Bạn. Bạn có sống mà ngay cả hai vợ chồng với nhau đi, ở với nhau bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu? 10 năm. Mới có 10 năm thôi mà hai vợ chồng sống với nhau có gì trách móc nhau không? Có gì mà mình mà gọi được gọi là tinh tuyền như cái ngày mà mới cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Lúc mà anh thề sống thề chết, em cũng thề chết thề sống không bỏ nhau, rồi yêu thương và tôn trọng mọi ngày nhớ không? Có làm được không? Không. Có khi anh 10 năm là may rồi đấy. Cô này được mấy tháng rồi? Mới có 3 tháng. Mà tuần trăng mật biến thành tuần gì rồi? Dập mặt rồi. Thấy không? Cô ghi chắc được 3 tuần quá. Thấy nói nhanh quá, dập mặt chắc là 3 tuần phải không? Người 3 tháng, người 3 tuần, anh 15 là may. Nhưng mà chắc chắn trong 10 năm ấy, thế nào cũng có chuyện người này phải oán trách người kia chứ. Anh cứ đi sao cứ đi trễ, hoài về tuần, ngày nào cũng về trễ không là sao vậy? Em sao mà nấu cơm anh về mà lúc nào cũng phải chờ là sao vậy? Nguyên hai chuyện người chờ người nấu cơm, người chờ người kia đi về đã đủ sinh chuyện rồi, chứ đừng nói bao nhiêu chuyện khác. Cơm áo gạo tiền, lúc mà có tiền đầy đủ thì không sao, còn đỡ. Còn về nhà thấy con nó đau, rồi vợ thì buôn bán cứ ế dài ra. Mình thì đi làm thì ông sếp, ông ấy chặn đầu chặn đuôi đủ thứ hết, chèn ép, trên thì búa dưới đe, sếp thì ép mình thì ép nhân viên dưới, nó phản kháng. Về nhà mà sao không có chuyện này chuyện kia. Cho nên nói thật lòng ra, khi mà Phao-lô truyền cho Ti-mô-tê chuyện đó, đó là một cái lý tưởng mà mỗi người phải nhắm đến mà sống thôi. Cố gắng sống theo
tuân giữ điều răn của Chúa, sống tinh tuyền, không chi đáng trách. Chúng tôi đây, linh mục 30 mấy năm, 32, 33 năm rồi, mà nhìn lại, chắc phải nói rằng toàn chuyện đáng trách. Chắc phải nói rằng là còn không có sống được tinh tuyền như vậy. Chắc cũng phải nói rằng là những điều răn của Chúa có lúc còn cũng không tuân giữ, đúng không? Đấy là linh mục tu sĩ chúng tôi còn xét mình thấy như vậy. Đời tu, còn anh chị em, đời trần, giữa cõi ô trọc này biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu là mưu trước của ma quỷ. Cho nên duy nhất một điều mà chúng ta có thể làm được đó là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Để lạy Chúa, dẫu con có nhiều lúc không tuân giữ điều răn của Chúa, dẫu cho tới bây giờ con thấy đúng là mình không có còn tinh tuyền và rất nhiều điều đáng trách, nhưng con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con và Chúa tha thứ cho con, Chúa thương xót con, để con tiếp tục mỗi ngày cố gắng, mỗi ngày cố gắng, mỗi ngày cố gắng. Chỉ biết như vậy thôi. Hôm nay con còn đang trung thành với Chúa, ngày mai biết đâu con lại bỏ Chúa thì sao? Hôm nay vì khó khăn thì con bám lấy Chúa, ngày mai con trúng số cái con có tiền con bỏ Chúa thì sao? Bây giờ con đang là lính nhưng mà mắm mút con lên làm giám đốc, lên làm tổng giám đốc, con phải đi ngoại giao thế này, ngoại giao thế khác, rồi con bao nhiêu là mối quan hệ chằng chịt, và lúc đó có còn tinh tuyền như người lính chơi nữa hay không? Có khi mình tinh tuyền vì mình là lính trơn, nhân viên bình thường thôi, ba cọc ba đồng, sống bình thường thôi. Còn tinh tuyền được, lên lon, lên lương, lên chức là bắt đầu sinh tật. Những mối quan hệ cũng giống như chúng tôi thôi, đi tu cũng vậy. Có khi hồi xưa mình là một chú trùng sinh, một chú đệ tử còn tinh tuyền lắm. Mới đầu đi tu còn tinh tuyền lắm, tuân giữ cẩn thận lắm. Mày không tuân giữ cẩn thận đuổi về giữ kỹ lắm. Còn bây giờ đâu ai kiểm soát mình được nữa. Vì mình lên chức rồi, càng lên chức cao bao nhiêu thì càng không ai kiểm soát mình được. Và lúc đó mình có lại cho mình có quyền thế này, quyền thế kia, du di thế này, du di thế nọ. Và bao nhiêu mối quan hệ chằng chịt nó lôi, nó kéo. Và mình lấy cớ là để cho danh Chúa, để cho nước Chúa, để cho giáo hội, để cho cộng đoàn, vân vân và vân vân. Mình muốn có tiền để mà xây cất thì rồi chạy theo đại gia, phải đi theo tiệc tùng, phải theo lễ hội. Nó mời không đi, rồi lúc mà nó, mình cần đến gõ cửa nó đóng cửa lại sao? Chứ có phải chiều nó mà đi. Trong khi đó, những người nghèo khổ mời có bao giờ mình đi không? Không đi có sợ gì không? Ta đi là phước cho mày, mà ta không đi thì là mày không có phước thôi. Còn bây giờ mình đi là có phước cho mình. Ngược đời vậy chứ. Để lỡ mà có chuyện cần thì mình gõ cửa nó thì nó mở hầu bao cho. Thế là mình đi cảm thấy là cái họ ban phước cho mình. Còn mình ban phước cho người nghèo là đi mình dù có trả đến thì con gia đình rối lên, mừng xoắn người lên này. Chạy đốn chạy đáo để lo tiếp trả. Còn khi mình đi với đại gia, mình chỉ là một trong số những người khách thôi. Và họ cũng đánh giá mình, ông cũng chỉ đến còn giá trị lợi dụng thôi. Hai bên còn giá trị lợi dụng nhau. Họ lợi dụng danh nghĩa của mình vì quen biết mình là linh mục. Còn mình thì lợi dụng họ vì họ là đại gia, để sau này có chuyện gì cần xây cất, cần hỗ trợ gì thì họ tài trợ cho. Thế là sự tinh tuyền nó dần dần nó tan hết, nó tan tành chứ không còn tinh tuyền nữa. Nó te tua, nó tàn tạ, nó tả tơi, nó tê tái luôn, không còn tinh tuyền nữa. Tôi sẽ thấy bản thân tôi là như vậy đấy. Tôi thấy bản thân tôi dính vào những cái chằng chịt như vậy đấy. Cho nên tôi mới chạy đến lòng thương xót Chúa để xin Chúa gìn giữ con. Xin Chúa che chở con, xin Chúa bảo vệ con. Vì nếu Chúa không che chở, Chúa không gìn giữ, không bảo vệ thì không thể nào con còn một tí tinh tuyền nào. Và con cũng không có khả năng mà giữ được điều răn của Chúa. Và không phải là không gì chê trách mà toàn là những điều đáng chê trách mà thôi. Vậy thì không còn tinh tuyền, không còn giữ lời Chúa, toàn chuyện chê trách, thì hạt giống mà Chúa gieo vào trong ta là hạt giống rơi vào đâu?
đất tốt, lề đường, bụi gai, đá sỏi, mình rơi vào đâu? Tự các bạn trả lời, phải không? Tự tốn có thể trả lời được. Có thể rơi vào nhiều chỗ nhưng mà không thấy rơi vào đất tốt là cái chắc á. Đó là tôi trả lời chắc luôn. Không sợ sai. Còn ba cái kia thì nó lúc thế này lúc thế kia nhưng mà không thấy đất tốt đâu cả. Lời Chúa rơi vào tôi không còn tinh tuệ nữa, không còn tuân giữ nữa, không còn gì là không có gì đáng chê trách mà toàn chê trách thì còn gì là đất tốt nữa đâu. Vậy thì đoạn tin mừng mà hôm nay chúng ta nghe mời gọi chúng ta suy niệm về mầu nhiệm nước trời, về sự tăng trưởng của mầu nhiệm nước trời cũng như thái độ đón nhận của con người. Thưa anh chị em và các bạn, dụ ngôn người gieo giống chính là dụ ngôn nói về mầu nhiệm nước trời trong chiều kích cánh chung. Đức Thiên Chúa như hạt giống đã được gieo vãi và sẽ tiến triển tới mùa gặt. Lúc đó, nước Thiên Chúa mới phát triển toàn vẹn. Bây giờ, đến chưa? Chưa. Tiếng Anh nó có already, but not yet. Đã, nhưng mà chưa. Chưa đến hồi kết, nhưng mà mỗi lúc, mỗi đang tiến tới hồi kết, đã và đang. Thì lúc mà đến hồi kết thì nước Thiên Chúa mới phát triển toàn vẹn. Vậy thì trong quá trình phát triển như vậy, có lúc gặp trở ngại như là hạt rơi trên đường, rơi trên đá, rơi vào gai góc, bị người ta chà đạp, bị chim trời ăn mất, thiếu nước hoặc chết ngộp dưới gai góc. Nhưng, thưa anh chị em và các bạn, cuối cùng, dù bao nhiêu trở ngại đi nữa thì nước Thiên Chúa vẫn cứ phát triển và nảy nở tới mùa gặt bội thu. Vì không một sức mạnh nào dù của con người hay ma quỷ có thể cản trở được sự phát triển nước Thiên Chúa. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên trong tâm hồn tôi có những lúc nó là đá sỏi, là bụi gai, là vệ đường. Nhưng tôi tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất thì Chúa sẽ biến đá sỏi, bụi gai và vệ đường ấy trở thành đất. Nếu tôi khao khát điều đó. Bây giờ con là đá sỏi, con là bụi gai, con là vệ đường đây. Nhưng mà nếu mà con khao khát lạy Chúa, xin Chúa giúp con đi Chúa. Con yếu đuối quá, con không còn tinh tuệ nữa, con không giữ được giới răn của Chúa, con toàn làm những điều đáng chê trách thôi. Xin Chúa giúp con, xin Chúa giúp con, lạy Chúa xin thương xót con. Và đó là chuỗi kinh mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Không phải vô lý mà Chúa đọc đặt lời kinh đó, mà chính Chúa trực tiếp dạy chuỗi kinh lòng thương xót nha. Nhiều người cứ nghĩ chuỗi kinh lòng thương xót của cha Long hay là của người này người kia đặt ra. Không phải, chúng tôi chẳng có khả năng mà làm việc đó. Nhưng mà chính Chúa dạy Faustina và Faustina ghi lại từng câu từng chữ. Chỉ có dịch sang tiếng Anh, sang tiếng Việt, sang tiếng này tiếng kia. Và bây giờ thì chúng tôi đang cố gắng là dịch sang tiếng Cờ Ho cho đồng bào dân tộc. Vì có một số họ không biết tiếng Việt mà họ rất khao khát lòng thương xót Chúa nha. Họ mới là đất tốt. Nhìn thì coi như là gai góc vì dân tộc mà. Nhìn nó khô cằn, nhìn nó đen đúa. Ấy thế mà lại là đất tốt đấy nha. Lại là đất tốt đấy. Bao nhiêu máy đưa đến cũng không bao giờ là đủ. Họ mong lắm. Mấy cha nói trai, tôi có đi truyền giáo mấy cái vùng xa. À, nó nghèo, nó khó, nó thiếu thốn, nó buồn. Có được cái máy nó nghe trong nhà nó vui hẳn lên. Rồi họ cầm máy đi làm với cha. Họ vô rẫy, họ vô nương, họ cầm theo vui lắm. Cái tối sạc điện ban ngày cầm đi nghe hết. Cho nên nó rộn rã tiếng giảng lời của Chúa về lòng thương xót Chúa, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng ca. Tự nhiên cả cái thôn làng, cái buôn làng nó rộn rã lên. Mảnh đất tốt đấy. Mình nhìn mình tưởng là ồ, cái chỗ đó khô cằn, chỗ đó vệ đường sỏi đá. Xin lỗi bạn hay là tôi nhìn có vẻ là đất tốt. Vì phương phí, vì đạo mạo, vì xinh xắn, vì đẹp mã. Nhìn đúng là đất tốt. Có những người bảo sao kỳ này mày phì nhiêu thế.
sao lại dùng chữ phì nhiêu? Vì thấy mập quá, thay vì nói mình mập quá, bảo kia là mày phì nhiêu thế. Mà đó là cái phì nhiêu của những tất cả những cái bên ngoài. Còn bên trong, coi chừng lại là gai góc đấy. Bên trong lại là đá sỏi đấy. Bên trong là vệ đường đấy. Vì có chịu đón nghe lời Chúa đâu. Có chịu lần chuỗi lòng thương xót Chúa đâu. Có chịu nghe giảng lòng thương xót Chúa đâu. Có chịu cầu nguyện lòng thương xót Chúa đâu. Có chịu đi loan truyền và thực hành lòng thương xót Chúa đâu. Lấy đâu ra đất tốt. Nhưng ngồi tôi suy nghĩ. Những người nhìn bên ngoài bằng cấp, học vị, chức tước trong đạo, ngoài đời, nhìn như là đất tốt. Áo thầy tu đấy mà không đất tốt thì là đất gì bây giờ? Vậy mà bảo lần chuỗi lòng thương xót Chúa chưa hề biết. Biết cũng chưa lần, lần cũng chưa tin. Không như vậy có khi còn chống đối, ngược lại là khác. Đất tốt ở đâu? Đó, cho nên là thái độ của con người đón nhận như thế nào? Thứ nhất là nước trời qua dụ ngôn này, đó là một thực tại rất rõ ràng. Chỉ những ai không muốn đón nhận mới nhìn hay nghe mà không thấy hay là không hiểu thôi. Vì họ không muốn, họ không muốn nghe cho nên có nghe họ cũng chẳng hiểu. Cô em nói thú thật với cha, chứ lúc đầu con đi nghe cha giảng con chả hiểu gì hết. Ngồi đó mà nghe tai này qua tai kia. Đi vì bạn nó rủ đi thôi. Đi cho đỡ buồn thôi. Đi cho có tụ thôi. Nghe chả hiểu gì. Suốt mấy tháng. Mãi đến 3 tháng sau này con mới cảm nhận được, mới nghe, mới hiểu được, mới thấu được, mới thấm được. Nói tại sao vậy cha? Bởi vì khi mà mình yêu, mình khao khát, mình mong muốn nghe, mình mới hiểu người yêu mình nói cái gì. Còn nếu bạn nghe anh kia, bạn nói hiểu gì không? Không. Tại con không có thích nó, không có thương nó, nói gì kệ bà. Lại nhảy nói suốt. Nói có mỗi 3 chữ mà còn con không hiểu nổi. Mà nó bảo có mỗi 3 chữ mà bạn không hiểu nổi. Nói 3 chữ gì biết không? Hả? À, anh yêu em. Mỗi bài chữ đó mà con chả hiểu nói gì. I love you, kệ mày, just tell em, kệ mày. Ngủ ai lý, lý không ai ngủ, ngủ ai nhảy à? Không, kệ mày, mới ai nhảy, kệ mày à. Nhưng mà khi mình yêu thương rồi, đâu cần nói, cũng hiểu mà. Chỉ cần nhìn nhau cái cũng biết muốn nói gì mà, phải không? Gọi là đá lung nhau cái là biết rồi. Đúng không? Mỉm một nụ cười là biết rồi. Hay là nhăn cái mặt là biết rồi. Hay là im lặng không nói gì cũng biết đó là muốn nói gì rồi. Phải không? Tại vì khi mình yêu nhau, nó có một cái luồng thần giao cách cảm. Để có thể tương giao được với nhau, gọi là ngôn ngữ không lời. Đó là ngôn ngữ của trái tim. Thì khi mà con yêu rồi, con cảm nhận được rồi, lúc đó con nghe con hiểu. Vậy thì, thưa anh chị em và các bạn, thái độ của con người đón nhận, có khi là thái độ đón nhận nửa vời, làm cho hạt giống nước trời hay lời Chúa nó bị thui chột đi vì sự chai đá của con người, vì sự bận tâm thế tục, hay là vì sự lựa chọn không dứt khoát của con người. Đến đây mà không có lựa chọn dứt khoát, đến vì nể bạn, đến vì vui, đến vì bổn phận, mình không có thực sự đến đây. Không phải tôi chỉ đến để làm cái này, làm cái nọ, cái kia, mà trên hết tất cả là tôi đến để tôi nghe lời của Chúa. Chúa muốn nói với tôi cái gì đây này? Đó. Lúc đó mình mới hiểu được. Và khi hiểu được, mình mới có thể đem ra mình thi hành được, mình làm được. Có máy mới quay phim đi. Máy mới hiện đại lắm, quay đi. Quay được không? Làm sao bạn có thể quay được? Máy mới làm sao bạn quay được? Bạn học. Mà bạn học chỉ có thể hiểu được nếu mà bạn thích. Kia mà chỉ nó 10 lần nó cũng chẳng hiểu. Nó có thích. Nó chỉ thích cắm bông thôi. Nó không thích quay phim. Bởi có chỉ nó 10 lần nó cũng không hiểu. Thế không? Nó không thích. Điều ra mình phải ham, phải thích. Thì học mới
hiểu và làm sao để chứng tỏ bạn hiểu. Bạn nói bạn hiểu rồi, máy này con biết rồi. Làm sao để chứng tỏ bạn hiểu, bạn biết? Làm, thực hành. Bạn không làm, không thực hành, cái bạn hiểu tôi chấm hỏi. Mới là lý thuyết mà thôi. Cho nên mình nghe, mình hiểu lời Chúa, nhưng mà không có đem ra mình thực hành, không sống lời Chúa, thì cái sự hiểu biết mình mới chỉ là trên đầu óc mà thôi, chứ chưa chạy vào con tim và biến thành hành động qua đôi tay. Bạn nói bạn đến với lòng thương xót Chúa, bạn nghe, cảm nhận lòng thương xót Chúa, làm sao để chứng tỏ bạn biết, bạn cảm nhận được lòng thương xót Chúa? Là bạn phải làm, trước tiên là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Bạn nói bạn biết lòng thương xót Chúa, bạn đi vào con đường lòng thương xót Chúa, mà chưa một lần bạn lần chuỗi bạn cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, biết ở chỗ nào? Rồi bạn nói bạn biết lòng thương xót Chúa, bạn cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, bạn chưa đi vào con đường lòng thương xót Chúa, là đi loan truyền, đi làm chứng qua việc thực hành lòng thương xót Chúa, lấy đâu ra mà bảo rằng bạn hiểu, bạn biết? Có nhiều người con thích đến với lòng thương xót Chúa lắm, con thích cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót Chúa nữa, xong chưa? Chưa, mới được có 30%. Cầu nguyện rồi, rồi đi loan truyền, loan truyền bằng cách đi thực hành lòng thương xót Chúa mới gọi là biết thực sự, mới thực sự là mảnh đất tốt để cho hạt giống lòng thương xót Chúa đơm bông kết trái. Mà tôi thấy ngày hôm nay nhiều mảnh đất rất tốt nơi những người ngoại đạo, nơi những người dân tộc, nơi những người nghèo khổ, nơi những người vùng sâu vùng xa, và nơi những con người bệnh tật. Những cái máy này chúng tôi đi gieo, và mảnh đất tốt nhất là những con người ấy, người ngoại, người dân tộc, người nghèo, người bệnh, người vùng sâu vùng xa. Còn những người thành phố, những người giàu, những người địa vị, những người chức tước, những người quyền cao chức trọng, những người có đầy đủ mọi phương tiện, xin lỗi, hạt giống lòng thương xót Chúa rơi cứ như là nước chảy lá khoai, nó tươn tượt đi, vì họ có cần gì nữa đâu. Họ có cần Chúa thương xót gì đâu, họ đầy đủ rồi. Còn những con người kia họ không có gì cả, họ chỉ khao khát lòng thương xót Chúa đến với họ mà thôi. Cho nên một cái bà mà nói với tôi rằng là nghèo quá cha ơi, đi làm hoài mà không có tiền, chỉ thấy Chúa thôi. Làm hoài không có tiền mà chỉ thấy Chúa thôi. Nghèo đến mức độ mà chồng thì bị tai biến, nhậu nhẹt say sưa chửi bới tối ngày, giờ tai biến, bây giờ bị bệnh mới hiền đi được một chút. Rồi mẹ thì là bị mù, 71 tuổi, phải nuôi người chồng, nuôi người mẹ mù. Rồi có 8 người con, chết một đứa con 7. Thì trong đó đứa nào cũng rối hết. Rồi cái đứa con trai của bà lấy vợ, sinh được 2 đứa con. Thì vợ bỏ đi, để là 2 đứa con, đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi. Sau đó thì bố là con trai của bà cũng bỏ luôn. Bà phải nuôi 2 đứa cháu nội. Bên ngoại, ông bà ngoại cũng chết, chẳng có nhờ được gì cả. Vì một mình bà ấy, 50 mấy tuổi, 56 tuổi, tay thì bị đứt, bây giờ cử động không được mạnh. Còn mỗi cái tay phải, chân trái thì cũng bị tai biến đi cả nhắc. Rồi tay phải cũng bị mới bị té gãy. Còn cái khổ, còn cái nghèo nào hơn, dồn dập trên con người bà ấy mà. Nữa thôi. Tôi thấy không còn cái khổ nào khác nữa. Không còn cái đau nào nữa. Không có thiệt thòi nào bà không gánh nhận. Rồi bị xương sống, muốn mổ không có tiền. Rồi uống thuốc, bác sĩ bảo không cho uống nữa vì phải đi mổ chứ không cho uống thuốc. Nhà thì không có. Nhà ở với đứa em thì nó đuổi. Rồi giờ đi lôi ông chồng với lại 2 đứa cháu cứ đi lách thách kiếm nhà nào ở đỡ vậy. Sống 2 đứa bé chỉ khao khát một điều duy nhất là được đi học, biết chữ mà thôi. Mà nói bỏ bà
cho người khác, con không có bỏ nội, con ở với nội. Những người giàu đến xin nhất định không là không, con cứ ở với nội. Bà ấy nói, con đi làm mà không biết chữ, cả nhà chẳng hay biết chữ hết, bố mẹ cũng không biết chữ, các em chẳng hay biết chữ. Đi làm thì bị người ta chèn ép vì không biết chữ, không có bảo hiểm, rồi người ta quỵt tiền đủ thứ hết. Không còn cái nghèo, cái khổ, cái đau, cái bệnh nào mà không chút trên người bà. Nói với tôi một câu, con đi làm chẳng có tiền, chỉ có Chúa thôi. Bây giờ con đến xin cha máy, con đi con loan truyền lòng thương xót Chúa cho bà con được sống. Con nó nghèo, bệnh nhiều lắm. Rồi đi những cái sang những vùng khác, cái mảnh đất tốt, tuyệt vời chưa. Mà nhìn, anh thấy nó nhếch nhác, nó nghèo khổ đến tận cùng. Tưởng là gai góc, tưởng là đá sỏi, tưởng là bụi gai. Ấy mà lại là đất tốt đấy, thưa anh chị em. Mời anh chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Niềm tin sáng xa, dù cuộc sống còn nhiều muôn phiền, mẹ yêu thương dìu tay bên. Nguyện sống bác ai yêu thương anh em một nhà, xin mẹ dạy con liên đời tràn hoa, cùng chung tay xây hội thánh lương. Mẹ nước phương thiên đàng, từ khắp muôn phương cùng về đây hát vang. Xin nói theo mẹ mẫu đường hiệp thời. Khắp muôn phương cùng về đây hát vang. Xin nói theo mẹ mẫu. Tản mạn cuối tuần thứ bảy 23 tháng 9 2023. Có những con đường đi đến quán nhậu quán bar, có những con đường dẫn đến nhà nghỉ phòng trà, có những con đường đưa ta đến cùng quý ma.
dối cha gian tà, mong tôi phụ kín quanh ta. Giê-xu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin khẩn cầu Ngài thương thứ tha chữa lành. Có những con đường đưa đến bất hạnh khổ đau, đam mê xác thịt vinh hoa cùng với nhà lầu. Có biết đâu rằng nhân sinh khác nào kiếp hoa, sớm nỡ đêm tàn mong manh cuộc sống mau qua. Giê-xu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin khẩn cầu Ngài thương thứ tha chữa lành. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng 9, đúng một tuần lễ nữa, ngày thứ Sáu 30 tháng 9 là rằm tháng 8, là Tết Trung Thu. Có lẽ những anh chị em ở nước ngoài bây giờ thì chẳng có dịp để mà ăn Tết Trung Thu nữa. Vì có nhiều em nói, thưa cha nói về Tết Trung Thu, về bánh Trung Thu làm chúng con thèm, nhớ về quê hương Việt Nam mình. Chứ bên nước ngoài, bên Mỹ, bên Âu Châu và các nước khác mà không có dùng lịch âm lịch, không có những ngày Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán đâu, khó lắm, toàn là dương lịch không à. Cho nên tôi nghe cha kể cũng vui vui, không có một dịp để mà nhớ về quê hương Việt Nam mình, để khỏi quên nguồn cội. Hôm nay chúng tôi cũng xin được tiếp tục những niềm vui của ngày Tết Trung Thu cho anh chị em, để gọi là gửi đến anh chị em những món quà tinh thần này, những hồi ức về một quê hương Việt Nam, hay là những ký ức của một thời ngày xưa anh chị em còn bé trên đất nước Việt Nam này, rồi sau này lớn lên rồi mới đi sang nước ngoài sống và định cư bên đó. Mời anh chị em cùng sống lại với chúng tôi những ký ức đó, cùng với chúng tôi đồng hành trong những chuyến công tác bác ái, đem món quà bánh Trung Thu lòng thương xót đến cho những người nghèo mà chúng tôi đã đi vào ngày 16, 17, rồi ngày 18 đi về miền Trung và miền Tây rồi. Hôm nay 23, đêm nay 10 giờ đêm chúng tôi khởi hành đi về Cà Mau để tặng 1.200 phần quà Trung Thu và phần quà cho người nghèo. Rồi đêm hôm nay, đêm Chủ nhật 24 có văn nghệ Trung Thu cho các em ở dưới Cà Mau, một nơi mà cha xứ nói chưa hề biết cái đầu lân là cái gì, chưa hề biết bánh Trung Thu là gì đối với rất nhiều em, cái lồng đèn còn lạ nữa. Thì đó là điều mà chúng tôi làm trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật 23-24. Rồi thứ Ba 26 tháng 9 là chuyến công tác bác ái Trung Thu cuối cùng của hành trình Trung Thu lòng thương xót năm 2023, đến thăm và tặng quà cho các cha già hưu, ốm đau bệnh tật nghỉ nghỉ trong các nhà hưu dưỡng trong giáo phận với 100 phần quà ấy. Xin anh chị em cầu nguyện để hành trình Trung Thu lòng thương xót được nhiều người hưởng ứng, đem niềm vui lòng thương xót Chúa đến cho từ em bé cho đến cụ già, cả các cha nữa trong dịp Tết Trung Thu này. Này con cho cha ly cà phê để vừa ăn bánh, uống nước trà, vừa thưởng thức những cái bánh Trung Thu này. Người quê của con có bánh Trung, quê con ở đâu? Dạ, quê con ở Bắc Giang. Ở đâu? Dạ, Bắc Giang. Bắc Giang à?
Ngoài đó, quê đó hồi xưa còn trước khi con đến đây rồi những ngày Tết Trung Thu có bánh không? Có bánh Trung Thu, có lồng đèn Trung Thu không? Dạ không. Không có. Con thích không? Dạ thích. Thích lắm. Bây giờ bánh với lồng đèn con thích cái nào? Hay thích cả hai? Dạ, thích cả hai. Thích cả hai rồi, tặng cho cả hai. Đây, bánh Trung Thu và lồng đèn Trung Thu. Đây, cả hai cho con, tặng con nha. Rồi, dạ. Chúc con Tết Trung Thu vui vẻ nha. Dạ. Con có đạo không? Không có đạo. Không có đạo được ăn bánh Trung Thu không? Không có đạo rồi Chúa có xót thương không? Không có đạo Chúa có mời chơi Trung Thu với Chúa không? Rồi mời con nha. Rồi. Rồi thưa anh chị em, thật ra thì những phần quà bánh cũng như là quà Trung Thu chúng tôi gửi đến 2 phần 3 là người không có đạo. 2 phần 3, có khi tới 3 phần 4. Người có công giáo không có nhiều. Mà chúng tôi vẫn đến và họ cảm thấy hay thật đấy. Công giáo mà cũng ăn Tết Trung Thu và cũng biết tặng quà Trung Thu cho những người nghèo. Mà hỏi, thưa cha, ông có những người không công giáo, những người ngoại đạo có được không? Bảo được chứ. Lòng thương xót Chúa đâu có loại trừ một ai đâu. Đặc biệt là những người nghèo, như em thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa là đối tượng mà chúng tôi ưu tiên số 1. Người mồ côi, người khuyết tật, các em cô nhi, những em vùng sâu vùng xa bị thiệt thòi nhiều. Phải ưu tiên cho các em. Thành phố thôi mình nhường cho các em đi nha. Mấy em thành phố ở lại nhường cho các em được không? Được. Rồi cho chàng hóa tham hoan hộ các em. Bây giờ chúng ta đi một vòng để coi Tết Trung Thu ở Việt Nam và các nước như thế nào. Ở Việt Nam thì theo phong tục người Việt, vào dịp Tết Trung Thu, cha mẹ bày cỗ cho các con để mừng Trung Thu. Rồi có mua hoặc là làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà, rồi để các em đi rước đèn. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Rồi Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm. Cỗ mừng Trung Thu gồm có bánh Trung Thu này, có kẹo này, có mía này, có bưởi này và những thứ hoa quả khác. Đây là dịp để cha mẹ tùy theo khả năng kinh tế gia đình thể hiện tình yêu thương với con cái một cách cụ thể. Vì thế mà tình yêu gia đình lại càng khăng khít thêm. Chúng tôi nghĩ rằng là truyền thống tốt đẹp này các gia đình nên duy trì tùy theo kinh tế của gia đình thôi. Có nhiều thì mình mua nhiều, có ít thì mua ít, có một tí xíu cũng được. Như tôi người xưa còn bé, chỉ một cái bánh mà chia làm 4, mà bánh chỉ có tí bột với tí đường với tí nhân đậu xanh, chứ có đâu mà thập cẩm với trứng gà với lại lạp xưởng như bây giờ. Nhưng mà nó vui lắm. Mong mỏi ngày Tết Trung Thu và gia đình đoàn tụ bên nhau. Bố thì uống nước trà, mẹ thì uống nước vối, các con thì mỗi đứa cái bánh một góc, 1/4 của cái bánh Trung Thu, đường và nhân đậu xanh. Quý lắm, và gia đình thấy ấm lắm, thưa anh chị em. Rồi cũng trong dịp này người ta mua bánh Trung Thu, trà với rượu để cúng tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác. Tết Trung Thu là Tết của trẻ em. Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cỗ đèn muôn màu sắc, muôn hình thù, rồi bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi là bánh Trung Thu. Với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng, trong đó đáng kể nhất là cái ông tiến sĩ giấy. Rồi trẻ em đón Tết thì có đèn xếp, đèn lồng, đèn ông sao, đèn con này, đèn con kia. Sắc sỡ rồi kéo nhau đi từng đoàn ca hát vui vẻ. Bây giờ những hình ảnh đó lấy đâu ra? Hiếm lắm, miền quê thôi. Còn thành phố thì thua, phải không? Tối tối cùng nhau đi nhởn nhơ ngoài đường, ngoài ngõ. Đi từ ngõ này tới ngõ kia. Rồi khi rằm tới, có những đám múa sư tử với tiếng trống, tiếng thanh la náo nhiệt. Trong dịp này để thường trăng, thì có nhiều cuộc vui được bày ra. Người lớn có cuộc vui của người lớn, trẻ em có cuộc vui của trẻ em. Những hình ảnh này còn đâu nữa ở những thành phố, ở những nơi mà khoa học, văn minh, khoa học, kỹ thuật tiến bộ không còn lại những hồn xưa cũ nữa. Và dịp Tết Trung Thu thì có tục múa sư tử, còn gọi là múa lân. Con lân tượng trưng cho điềm lành. Người ta múa lân thường vào hai đêm, đêm 14 và 15 tháng 8 âm lịch.
Đám múa lân thì thường có một người đội chiếc đầu lân bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Rồi đầu lân có một cái đuôi dài bằng vải do một người cầm phất phất theo nhịp múa lân. Rồi thanh la não bạt đèn màu cờ sắc. Rồi có ông địa đi trước dẫn đầu. Địa đi trước rồi lân. Đám múa lân đi trước rồi người lớn trẻ con theo sau. Rồi trong những ngày này, những tư gia mà tương đối khá khá một chút có treo giải thưởng bằng tiền trên cao để cho con lân leo lên lấy. Ngày xưa còn giúp lễ chúng tôi lấy tre kết thành cái đầu lân, rồi lấy giấy dán, lấy màu dán lên, rồi lấy cái cờ cột đằng sau, rồi lấy trống nhà thờ đi đánh trống lân, rồi đi múa đến mà nhà mấy ông trùm treo cái phong bì này, lì xì lên cao, mấy đứa giúp lễ hì hà hì hục mà chồng nhau lên để lấy được cái bọc phong bì về chia nhau hay là cái miếng bánh ăn sướng lắm. Hồi giúp lễ còn bé như còn, 7-8 tuổi là đi múa lân rồi, múa lân đến 13-15 tuổi mà vui lắm. Đó là Việt Nam. Còn những nước trên thế giới, những nước mà sử dụng lịch âm lịch ngoài Việt Nam thì còn một số nước họ cũng tổ chức Trung Thu vô cùng nhộn nhịp. Mời các bạn cùng chúng ta đi du lịch một vài nước nha. Trước tiên là chúng ta đến Trung Quốc. Tại Trung Quốc, Trung Thu là một ngày lễ lớn. Vào đời Đường Huyền Tông, Tết Trung Thu là ngày lễ đẹp để thưởng trăng, cho nên chỉ được xem là Tết Vọng Nguyệt. Trải qua nhiều biến động thời gian, ngày nay ở Trung Hoa, Tết Trung Thu nhiều người gọi là Tết Đoàn Viên. Vào ngày này, tất cả mọi người đều muốn về bên gia đình của mình và an vui thưởng trăng, uống trà, chuyện trò, quan tâm đến nhau. Các hoạt động diễn ra tại Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Người Trung Hoa có tiết mục quen thuộc như là rước đèn, múa lân, rồi tế trăng, rồi thả hoa đăng, thưởng rượu, ngâm thơ, giải câu đố, vân vân. Đó là bên Trung Quốc. Còn ở Hàn Quốc thì sao thưa anh chị em và các bạn? Ở Hàn Quốc, ngày Tết Trung Thu được gọi là Tết Chuseok hay là Hanwagwi, có nghĩa là Tết Tạ ơn. Đây là một trong ba ngày lễ lớn của Hàn Quốc. Vào ngày này, người dân sẽ được nghỉ lễ đến 3 ngày. Vào ngày Trung Thu, các thành viên trong gia đình cùng quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn truyền thống của Hàn Quốc như là bánh gạo Sepion, rồi rượu này rượu kia. Rồi họ cũng đi đến mộ tổ tiên vào dịp Trung Thu để bày tỏ lòng biết ơn hiếu kính đối với những người đã qua đời thế hệ trước. Rồi có các hoạt động vui chơi khác như là kéo co, như là đấu vật, vân vân. Rời Hàn Quốc, chúng ta đến Nhật Bản. Dù sau thời Minh Trị Duy Tân, đất nước mặt trời mọc này đã bỏ nông lịch, không còn dùng âm lịch nữa. Thế nhưng mà lễ Trung Thu vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Ngày lễ Trung Thu ở Nhật Bản được tổ chức đến 2 lần. Lần đầu là vào ngày 15 tháng 8 âm lịch với tên gọi là lễ Jiuyoga. Khoảng một tháng sau, tức là 13 tháng 9 âm lịch, sẽ tổ chức thêm một lần lễ Trung Thu nữa. Vào ngày này, tại Nhật thường diễn ra các hoạt động tôn vinh mặt trăng như là ngắm trăng, Otsukimi. Ngắm trăng cũng trở thành một phong tục cổ truyền tại Nhật vào mùa thu. Ẩm thực dùng vào ngày Trung Thu tại đây cũng vô cùng đa dạng. Người Nhật sẽ thưởng thức xôi mắm, bánh Tsukimi Dango, hạt dẻ, rồi mì, ramen, soba, cùng thưởng thức dưới ánh trăng, bên cạnh ấm trà được pha theo lối trà đạo truyền thống của Nhật Bản. Đi đến Thái Lan, người Thái Lan gọi Tết Trung Thu là lễ cầu trăng. Đây là dịp vô cùng quan trọng trong năm tại xứ Chùa Vàng này. Vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, tất cả những người dân đều tham gia vào nghi lễ cầu trăng. Mọi người đều đến chùa dâng hoa, quỳ trước Quan Thế Âm Bồ Tát, bát tiên, thành tâm cầu khấn, xin thần linh ban phước lành cho bản thân và gia đình. Trong mâm lễ cầu trăng, người Thái thường sắp xếp nhiều loại bánh làm từ gạo,
và các loại trái cây đặc trưng tại đây như là sầu riêng, đào, bưởi, vân vân. Campuchia ngay sát nước chúng ta mà sao lại không đến thăm? Campuchia không tổ chức ngày lễ Trung thu cùng thời điểm ngày rằm tháng 8 như các quốc gia Á Châu khác. Tết Trung thu của người dân Campuchia được diễn ra theo đúng Phật lịch của nước này, tức là vào giữa tháng 12 mỗi năm. Tết Trung thu ở Campuchia được gọi với cái tên là Bái Nguyệt Tiết, với nghi thức truyền thống là bái lạy mặt trăng từ khi mặt trăng vừa nhô lên khỏi tán cây, với mục đích là tạ ơn và cầu nguyện. Campuchia sát với Lào. Lào là một nước láng giềng gần của Việt Nam. Lào cũng có nhiều hoạt động đặc sắc trong ngày lễ Trung thu. Người Lào gọi ngày lễ Trung thu là ngày hội trăng phước lành. Và đêm Trung thu, tất cả mọi thành viên đều tề tựu trong mái ấm của mình, thưởng trà, ngắm trăng, trao cho nhau những món quà tự tay làm, ăn những món ăn cùng nhau chuẩn bị. Các chàng trai, cô gái trẻ thì nhảy múa, ca hát thâu đêm suốt sáng dưới ánh trăng tuyệt đẹp của ngày hôm ấy. Ngoài ra, vốn là một quốc gia thịnh Phật, cho nên vào ngày này, người dân cũng mang hoa lễ lên chùa để cầu an. Đến Myanmar thì sao, thưa anh chị em và các bạn? Ngày Trung thu tại Myanmar được gọi với cái tên là Tiết Quang Minh hay là Lễ Trăng Tròn. Vào thời điểm Trung thu này, khắp nơi, nhà nhà, mọi ngõ ngách, con phố tại Myanmar đều được thắp sáng rực lên bởi những ngọn đèn lồng đủ màu sắc và hình dáng. Người dân cũng lựa chọn thưởng trăng bên người thân vào ngày trăng rằm Trung thu. Bên cạnh đó, không khí đường phố cũng náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi các hoạt động như là diễn kịch, ca múa cùng nhiều lễ hội hấp dẫn khác. Người dân Myanmar còn tổ chức thả đèn lồng trời nhằm cầu phúc và gửi gắm hy vọng vào vụ mùa năm sau. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta tạm ngưng du lịch ở đây được không? Hết tiền mua vé máy bay rồi. Trở về với tản mạn cuối tuần. Cầu chúc anh chị em và các bạn có những một Tết Trung thu thật vui, thật đầm ấm bên người thân, bên gia đình, bên chén trà, bên cái bánh Trung thu, rồi ngồi nói chuyện với nhau. Khát vọng trăng, khát vọng nhìn lên trăng mà khát vọng ánh trăng tròn như mình khát vọng lòng thương xót, khát vọng sự tròn đầy của lòng thương xót, khát vọng cho mình được tràn đầy lòng thương xót như là ánh trăng tròn. Và mỗi người hãy giữ cho tâm mình như ánh trăng thật trong và thật sáng. Thật trong để không có lợn cợn bất cứ một cái suy nghĩ vẩn vơ, tiêu cực, bi quan yếm thế nào. Thật trong để không có một ý nghĩ xấu nào về mình cũng như về người khác. Thật trong để những tư tưởng, những suy nghĩ, những lời nói thật trong, thật rõ ràng, nghe, hiểu rõ ràng và sáng, rực lên ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Nói rõ ràng, suy nghĩ rõ ràng, làm việc quang minh chính đại, cái gì nó cũng sáng, không có mờ mờ, không có úp úp mờ mờ, không có lù mù, không có tăm tăm tối tối. Nghĩ thật sáng, không có gọi là đầu óc mày đầu óc u ám, đầu óc mày đầu óc hắc ám, không có cái gì ám ở trong này, nó sáng lên. Tâm mình trong sạch, cái tâm trong sạch, trí trong sáng. Tâm trong sạch thì trí mình mới trong sáng được. Tâm mình không trong sạch, trí mình nó u tối, nó mù mờ, như là ánh trăng bị mây bao phủ che khuất hết. Nhìn lên trăng, ngắm trăng, thưởng thức ánh trăng bên ly trà, hoặc có thể bên tách cà phê, khát vọng lòng thương xót, khát vọng trăng, trăng khát vọng, rồi ăn bánh và làm cho gia đình mình được đầy ắp tiếng cười,
niềm vui, đâu cần gì phải là cao lương mỹ vị, đâu cần phải là cỗ bàn linh đình đâu. Phải không ạ? Chỉ có một cái đèn xếp thôi, một cái nến lung linh bên ấm trà, bên mấy cái bánh, vậy là được rồi. Được không? Tâm trong sạch, trí trong sáng. Bây giờ chúng ta nói chuyện một tí xíu thôi về cái câu chuyện thằng Bơm, được không? Thằng Bơm có cái quạt mo, phu ông xin đổi ba bò chín châu. Bơm rằng Bơm chẳng lấy châu, phu ông xin đổi ao sâu cá mè. Bơm rằng Bơm chẳng lấy mè, phu ông xin đổi một bè gỗ lim. Bơm rằng Bơm chẳng lấy lim, phu ông xin đổi con chim đổi mồi. Bơm rằng Bơm chẳng lấy mồi, phu ông xin đổi nắm xôi. Bơm cười. Nghe cái mỗi lần Trung Thu về, nghe chuyện thằng Quậy rồi nghe chuyện thằng Bơm. Mà trong đây bài ca dao về thằng Bơm như là một câu chuyện vui, dựng lại một cuộc đối thoại đổi trác đầy tính giễu cợt. Một bên là phu ông, một bên là thằng Bơm. Phu ông là những người giàu nứt vách đổ tường, những đại gia ngày hôm nay, ngày xưa là những phú ông của ruộng thẳng cánh cỏ bay. Còn thằng Bơm thuộc tầng lớp khố rách áo ôm, người cày không có ruộng. Ngày hôm nay là những người thấp cổ bé miệng, là những người nghèo khó ở trong xã hội. Hai tầng lớp rất giàu, rất nghèo, khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn càng rộng. Và trong ý niệm của người đời thì thằng Bơm không phải là loại thông minh sắc sảo, đôi khi còn có tính ngớ ngẩn. Vì thế mà câu chuyện để kể lại trong bài ca dao này, đọc thấy cái kịch tính nó, thấy được tính hóm hình và thấy được cái sự hấp dẫn của nó. Câu đầu giới thiệu thằng Bơm có cái quạt mo, rồi 8 câu tiếp theo kể lại chuyện đổi trác giữa phu ông và thằng Bơm. Rồi câu cuối cuộc đổi trác ngả giá là Bơm cười. Cái quạt mo thật không đáng giá một đồng kẽm. Nó chỉ là một chiếc quạt làm bằng mo cau của người nghèo thôi. Quạt bằng mo cau, chắc bây giờ thành phố ít tưởng tượng được cái quạt mo cau nó như thế nào. Thế nhưng mà tại sao phu ông lại tha thiết muốn cái quạt mo đó? Tuổi ấu thơ, ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng là cái quạt mo của thằng Bơm chắc là một cái báu vật đây, là một cái gì đó như là chìa khóa bằng vàng trong chuyện cổ tích đây, ông mới, phu ông mới đổi như vậy. Thế nhưng mà không phải vậy, thưa anh chị em. Quạt mo chỉ là quạt mo thôi. Vậy thì phu ông muốn đổi nghĩa là sao? Thú vị đấy chứ. Cuộc đổi trác kéo dài, phu ông 5 lần 7 lượt đem những tài sản quý giá nhất của tên nhà giàu, của đại gia để gạ đổi. Có điều là vật đổi cứ bị giảm giá dần, giảm giá dần. Những bọn nhà giàu nông thôn ngày xưa mà keo bẩn và hách dịch, rồi những tầng lớp nhà giàu bây giờ cũng vậy, không có lòng thương xót, cũng hậm hĩnh lắm, cũng keo kiệt lắm, cũng ta đây lắm. Thế nhưng thái độ của hắn tỏ ra nhún nhường, trước sau vẫn xin đổi, xin đổi. Cái nghệ thuật mà liệt kê cứ dần dần làm cho kịch tính của cuộc đổi trác đó hé lộ ra cái tâm địa của phu ông. Đổi một bè ba bò chín châu, rồi ao sâu cá mè, rồi một bè gỗ lim, con chim đổi mồi, cuối cùng xin đổi nắm xôi. Thông thường thì trong đổi trác thì phải có thuận mua vừa bán chứ, phải không? Phải không ạ? Thuận mua vừa bán, tên nào của nấy chứ. Nếu mà bên bán chưa đồng ý với giá mua thì người mua cứ trả giá tăng lên cho đến lúc ngã giá chứ. Nhưng mà đây phu ông này, tay đại gia này cứ giảm giá dần, giảm giá dần. Giọng nói thì có vẻ tha thiết, ngọt ngào là xin đổi, xin đổi.
mà giá trị vật đổi từ 3 bò 9 trâu, sau đó chỉ còn lại là nắm xôi nhỏ bé. Thường là muốn mua gì ta không bán, mình phải tăng giá lên chứ phải không? 5.000 được không? Không bán hả? Thôi 10.000 đi, đây nó lại đi, nó hạ xuống là sao? Còn thái độ của Bờm, các bạn thấy nó cũng lạ lắm mà nha. 3 bò 9 trâu, no, say no. Ao sâu cá mè, một bè gỗ lim, con chim đổi mồi, cũng no, không lấy. Thế rồi Bờm cười, khi được phu ông đổi nắm xôi. Phải chăng là Bờm này nó ngớ ngẩn, nó không biết giá trị trong cuộc đổi chắc này sao? Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy qua câu chuyện mà thằng Bờm này hiện nguyên hình của tầng lớp phu ông, đại gia, giàu có, kênh kiệu. Và thái độ của thằng Bờm, một người mà ta tưởng là ngớ ngẩn đấy, nhưng mà rất thực tế, rất hay. Biết mà, ông đừng có đưa mấy cái đồ của ông ra mà nhử tôi. Đừng có đưa những cái thứ đó ra. Đâu có phải là người nghèo là tham ăn, lấy miếng ăn làm đầu đâu, coi miếng ăn bằng trời đâu, dĩ thực vi tiên đâu. Bờm nó ngố đấy. Nhìn lên nó đã coi cái nắm xôi to hơn, giá trị hơn là 3 bò 9 trâu. Bờm nó cứ nhận nha đụng đỉnh, Bờm rằng Bờm chẳng lấy, Bờm rằng Bờm chẳng lấy. Vì Bờm đã hiểu rõ tâm địa của phu ông, hiểu rõ tâm địa của những tên nhà giàu, của những đại gia. Lòe thôi, không phải chúng tôi ham đâu. Đừng tưởng chúng tôi là những người nghèo mà cứ đưa những cái của sang vật báu ra để mà lòe, mà mồi chúng tôi. Nghèo thì nghèo chứ, nhưng mà vẫn có cái lòng tự trọng của chúng tôi. Những người giàu đừng coi thường những người nghèo chúng tôi. Chúng tôi nghèo tiền, nghèo của, nhưng mà nhân nghĩa không nghèo, lòng thương xót không nghèo đâu. Tôi biết cái giá trị của chúng tôi là như thế nào. Các người giàu, các người khoe của, các người vung tiền qua cửa sổ, tưởng những cái đó là chúng tôi ham, vừa mới trả giá là chộp lấy, không cần. Cũng giống như nhiều người đến với lòng thương xót Chúa, dâng cúng cái này, dâng cúng cái kia để mà để được bảng vàng, để được bảng tri ân, để được mang tiếng là nhà tài trợ. Tôi nói không cần. Chúng tôi nghèo lòng thương xót, nghèo vật chất nhưng mà giàu tâm lòng. Chúng tôi cần tâm lòng chứ không cần những cái của cải khoe mẽ bên ngoài. Vì tôi biết rằng là chúng tôi chỉ cần củ khoai thôi, chỉ cần nắm xôi thôi, mà sống thân tình với nhau, mà sống đêm Trung Thu với nắm xôi với củ khoai, vẫn còn thấy hạnh phúc hơn là mâm cao cỗ đầy với những món ăn thượng thặng, với những nhà hàng sang trọng, rồi những quần là áo lượt, rồi khoe làm bác ái, khoe làm thế này, khoe thế kia, rồi đấu giá để mà vinh danh nhau. Chúng tôi không cần những thứ vinh danh bên ngoài đó. Chúng tôi chỉ cần tấm lòng đơn sơ, hồn nhiên như bé thơ, lòng thương xót mà thôi. Hết giờ chưa? Trước khi kết thúc thì xin được đọc hai cái lá thư. Con là Maria Nga, là bổn đạo mới, quê gốc Hải Dương, hiện đang sống ở Vũng Tàu. Công việc của con là con bán hàng ăn sáng. Ngày nào con cũng nghe bài giảng của cha, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một linh mục như cha. Con nói thật lòng với cha là ngày xưa con thích đi đạo vì mê mặc áo dài thôi, để đi lễ ngày Chủ nhật. Và đi lễ ngày Chủ nhật thì cũng chỉ là để làm tròn bổn phận của người công giáo, khỏi mang tội, chứ con chưa biết sống đạo là gì. Từ lúc nghe cha giảng, con mới biết yêu Chúa và thương những người nghèo khó. Bây giờ ngày nào mà không nghe cha giảng là không chịu được, còn hơn là không được ăn cơm đấy cha ạ. Tuy cuộc sống của con cũng còn gian nan lắm, nhà cửa chưa có, con trai của con thì mới bị tuyên án 17 năm tù. Nhưng hàng ngày con cầu nguyện và dâng lên Chúa thì tâm hồn con lại được bình an. Và còn bình an hơn cả lúc con
chưa biết đến lòng thương xót Chúa và lúc con trai con còn ở nhà. Nhiều lúc con nghĩ, hay là mình bị thần kinh à? Cuộc sống như vậy mà cứ thản nhiên, hồn nhiên. Con sợ lúc nào đấy, con có đủ mọi thứ như mong ước thì con lại quên mất Chúa. Xin Cha cầu nguyện cho con luôn gắn bó với Chúa, lúc vui cũng như lúc đau buồn. Cho con luôn tin tưởng và phó thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Con xin làm chứng về ơn Chúa. Hôm đi ăn sinh nhật của cha xứ bên Canada, con gặp một anh nguyên quán thành phố Nha Trang. Anh kể gia đình được ơn Chúa thương. Vợ anh bị ung thư, gia đình anh lại là người ngoại đạo. Anh chị có nghe về lòng thương xót Chúa và gia đình anh đã đến và xin ơn. Hiện giờ bệnh của vợ anh đã khỏi và gia đình anh đã theo đạo Công giáo. Hàng ngày gia đình anh luôn nghe giảng và lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Chúa không bao giờ lãng quên những ai kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Con là Cường bên Canada. Duy nhất con đường đưa đến cùng Chúa Cha, đó chính là đường Giê-xu mặc xác phàm trần. Tiếng Chúa ân cần hãy đến với lòng xót thương, Chúa sẽ chữa lành đem ta về bên yêu thương. Giê-xu là đường thương xót, là lòng thương xót luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu Ngài thương thứ tha chữa lành.